Harry Quân nghẹn ngào kể chuyện tử cung của cô bị ngắn nên khó có thể mang bầu với Trấn Thành. Góc mặt trong chương trình truyền hình chị em chúng mình, Harry Quân gây bất ngờ khi nhắc đến chuyện kết hôn với Trấn Thành đã lâu mà vẫn không có con. Trước mặt các đồng nghiệp là Lê Khanh Lan Ngọc, Hương Giang, Thúy Ngân, Harry Quân xúc động đến nỗi nghẹn ngào. Trên sóng truyền hình, Harry Quân nói đến thời điểm này thì chị Khanh Lâm Vĩ Dạ cũng có con rồi nhưng em thì chưa. Một phần cũng do sức khỏe của em. Em đã phẫu thuật tử cung hai lần, nên giờ tử cung của em ngắn hơn người bình thường, khi mang bầu sẽ khó giữ được em bé và rất nguy hiểm. Một phần nữa là có con thì mình không làm được gì hết trong vòng 2 năm tới. Những chia sẻ của Harry Won được hội chị em lắng nghe và đồng cảm. Trước đây, Harry Won từng chia sẻ về chuyện bị ung thư cổ tử cung trong cuốn tự truyện của mình. Thời điểm này, Harry Won cho biết, tin mình mắc ung thư cổ tử cung đến với tôi vào một ngày mùa đông trong một lần đi khám bệnh vì thấy cơ thể bỗng dưng mệt mỏi. Khi nghe bác sĩ thông báo kết quả, tôi còn ngỡ đã có một sự nhầm lẫn nào đấy. Lúc ấy tay tôi ủ đi, mặt đất như sụp xuống dưới chân, cảm giác như có thể mình sẽ chết ngay lúc ấy. Nếu đây là cơn ác mộng thì thực sự là cơn ác mộng này quá kinh khủng. Đến bây giờ tôi mới thấm thiếm một điều rằng bệnh tật không chừa một ai, đó là số phận, là những thử thách ông trời bắt bạn phải chịu đựng và vượt qua. Thời điểm đó, Harry Won mới chỉ 26 tuổi. Rất may, cô phát hiện ra bệnh vào giai đoạn đầu nên đã điều trị kịp thời và qua khỏi. Dẫu vậy, di chứng của nó vẫn khiến Harry Won dù làm vợ Trấn Thành đã lâu nhưng chưa thể sinh con.